Ok, xin chào tất cả quý chị nhà đầu tư và chào mừng quý chị đã quay trở lại với kênh chứng khoán Ichimoku Stock và em là Nguyễn Khởi, cố vấn phân tích, tư vấn đầu tư tại công ty chứng khoán VBS. Thì trong cái video này thì em cả sẽ phân tích về hai mã cổ phiếu về bất động sản, đó chính là cổ phiếu HDC và cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp là cổ phiếu KBC. Thì trước khi vào video thì các chị nhớ để lại cho em một like nhé, cũng như là một lượt đăng ký kênh. Cùng với đó là mọi người có câu hỏi nào về cổ phiếu có thể đặt ở lại ở bên dưới phần bình luận để em Khải có thể hỗ trợ cho mọi người nhé. Và mọi người cũng có thể để lại những cái quả tim, những cái bông hoa để khích lệ tinh thần cho Khải cũng như là tất cả các anh em trong team Ichimoku Stock. Và đặc biệt là các chị mà đang xem video thì hãy dành ra 5 đến 10 giây để ấn vào hai cái đường link Zalo và Telegram mà em Khải đã ghi ở dưới phần bình luận. Thì hàng ngày thì trên hai cái zoom này thì em Khải sẽ chia sẻ cho mọi người, khuyến nghị cho mọi người cổ phiếu có điểm mua miễn phí. Và bên cạnh đó thì em Khải cũng sẽ hỗ trợ mọi người phân tích các cái điểm mua điểm bán, hỗ trợ kháng cự của các cái mã cổ phiếu, và em Khải cũng đồng hành cùng với thị trường cũng như là các cái thông tin để cho mọi người có thể tham khảo nhé. Ok, cùng quay trở lại với cái biểu đồ của chúng ta. Thì đầu tiên em Khải sẽ phân tích cổ phiếu Bà Rịa Vũng Tàu HDC trước nhé. Thì đầu tiên em Khải sẽ đi phân tích trong khung đồ thị 1H trước. Ok, đây là khung đồ thị 1H của HDC. HDC thì trong chiều nay thì thanh khoản vào cũng khá là lớn này, trong chiều nay này gấp đôi trung bình 20 phiên trong một khung giờ và tạo nên một cái lến, hai cái lến tăng rất là đẹp. Và hiện tại thì HDC thì vẫn đang có những vùng cản trong khung một giờ, nó loanh quanh từ những vùng giá 34.7 và bên trên nữa là vùng giá 36.15. Ok, sắp đến cái vùng này rồi nên mọi người lưu ý một chút nhá. Cũng chỉ còn khoảng 1,5% nữa thôi là sẽ đến những cái vùng cản giao găm vàng này. Ok, nhưng mà đây là cái khung 1H nên là những cái vùng cản này thì chỉ là những cái vùng áp lực một chút thôi. Cũng chưa có nhiều điều quá là lo lắng đối với cổ phiếu HDC này trong cái khung 1 giờ, và khả năng thì nếu mà không chạm lên được lên cái vùng 34.7 này, thì nếu mà không vượt qua vùng này thì khả năng nó cũng sẽ rơi vào những trạng thái tích lũy và thôi, vẫn chưa có tình huống nào mà nguy hiểm đối với HDC trong cái khung 1 giờ. Cũng quay trở lại với khung đồ thị ngày của con HDC này, thì hôm nay thì kết phiên hôm nay thì cũng theo những cái đà tăng rất là mạnh đến từ các cổ phiếu bất động sản cũng như là thị trường. Thì kết phiên của ngày hôm nay thì HDC tăng 5,23%, tương đương với 1.700 đồng. Ok, thì trước đó thì sau những cái đà rơi khá là mạnh này, từ những vùng đá, vùng đỉnh ở phía bên trên với quanh vùng giá 41.35, và sau đó thì đang sập tình và rơi rất là mạnh cùng với thị trường trong cái đợt nhịp trong tuần vừa qua. Thì trong tuần giao dịch này thì sau khi đã rơi về những cái vùng hỗ trợ giao găm giá cam này, nó quanh vùng giá 32.4 này, thì đã có những phiên ba phiên là tích lũy nó quanh vùng giá này, và sau đó thì trong cây lên này thì đã có những tín hiệu bật tăng khá là tốt đây. Nhưng mà hiện tại thì cũng đang khá là gần cản rồi, nó quanh vùng giá 34.5 và bên trên nữa một chút là vùng giá 34.9, thì cũng đang khá là giống những cái vùng cản của con HDC là trong khung đồ thị 1 giờ, và lên đến vùng này thì khả năng sẽ có tín hiệu mà chốt lời là khá là cao khi đây là những cái vùng trung bình giá của nhà đầu tư. Ok, nhưng em cả cũng không đánh giá quá là cao đối với hai cái vùng cản này, tuy là hai vùng cản này hiện tại thị trường chúng ta đang có tín hiệu là khá là ổn định. Đi cùng đó thì các cổ phiếu bất động sản của chúng ta thì vẫn đang cho thấy những cái dòng tiền có tín hiệu quay trở lại và đang còn vào những cái cơn sóng đang khá là mạnh trong cái nhịp hồi này. Ok, bên cạnh đó thì cái đường chiku này sắp cũng sẽ hy vọng là sẽ men theo những cái vùng ao sen dày này và có thể đi lên phía bên trên nhá. Ok, chỉ đáng tiếc một chút là trong nhịp này thì thanh khoản cũng không thực sự là quá là nhiều đâu, khá là ít thôi, nên là em phải đánh giá thì mọi người cũng cần cẩn trọng đối với các cổ phiếu của chúng ta trong thời điểm ngắn hạn này nhá, do cái thanh khoản chúng ta ít quá nên phải vẫn đánh giá thì đây cũng chỉ là một nhịp hồi thôi. Ok, hôm nay cũng đang khá là ổn thôi khi mà vẫn đang cho thấy những tín hiệu tích lũy khá là chặt và có những tín chưa có những tín hiệu nào mà xấu cả khi mà đang có tín hiệu hồi phục rồi. Ok, trong đây là trong khung đồ thị tuần của chúng ta, thì trong tuần vừa qua thì tuần trước đó thì đã tạo nên những cái lến tăng giảm điểm khá là mạnh, và trong cái tuần giao dịch này thì đã có những lúc mà đã thủng mất cái đường đỉnh mây cũng như là cái đường hỗ trợ giao găm vàng này, nhưng mà sau đó thì có tín hiệu khá là tích cực và đã có tín hiệu mà rút dâu lên lên trên và đang tạo lên một cây lên xanh, tạo lên một cây xanh điểm. Trong nhịp vừa qua thì HDC tăng khá là mạnh này, hai cây lên tăng rất là mạnh trong khoảng tháng 7
Và sau đó thì đường Chiku tiến vào những cái vùng mây dày này và làm cho quan HDC cũng gặp phải những tín hiệu rung lắc rất là mạnh. Và khả năng thì trong các cái tuần tiếp theo thì vẫn đang cho thấy là con HDC này sẽ rơi vào những trạng thái tích lũy khá là chặt thôi, khi mà đường Tenkan và đường Kijun này vẫn đang cho cái tín hiệu mà chập kiếm về nhau, vẫn đang có những vùng hỗ trợ này quanh vùng giá 33.1 này. Nhưng phải đánh giá thì vùng hỗ trợ này cũng khá là rất là đáng tin cậy đối với cổ phiếu HDC này. Chỉ tiếc là cái thanh khoản bán là khá là lớn và cái thanh khoản mà cái nhịp hồi này cũng không được sự là quá là nhiều. Đa số các cổ phiếu đều vậy, ngay cả thị trường cũng vậy mà thôi. Còn đây là cổ phiếu HDC trong khung dài hạn. Khung dài hạn thì trong tháng 7 vừa qua thì có một nhịp tăng mạnh và sau đó thì chạm vào những cái vùng cản rất là mạnh liên quanh từ là chập của hai cái đường giao găm này, ngay quanh vùng giá 40 cộng trừ, và sau đó thì ngay lập tức là rút dầu lên và tạo nên một cái lến giảm. Trong tháng 8 này là thanh khoản cũng rất là lớn do cái áp lực chốt lời cũng rất là nhiều đối với cổ phiếu HDC. Ok. Trong tháng 9 tới thì cái đường Kijun này, cái đường màu đỏ này sẽ có tín hiệu gãy và thì đây là sẽ là cơ hội để cho HDC đây có thể vượt qua được những cái vùng kháng cự ở Kijun nhá. Thì hiện tại thì vẫn đang cho một cái kênh tăng thôi. Cái thanh khoản bán khá là lớn này. Nên là em phải đánh giá thì trong ngắn hạn thì cái chị nào mà đang nắm giữ thì hoàn toàn có thể nắm giữ được nếu như có những điểm mua tốt mà bắt đáy liên quan ở những cái vùng giá 32 chấm 3 này thì cũng hoàn toàn có thể tự tin nắm giữ được. Hiện tại thì điểm mua cũng khá khó đối với cổ phiếu HDC trong ngắn hạn khi mà vẫn đang có những vùng kháng cự trong cái khung đồ thị ngày cũng như khung đồ thị giờ liên quanh vùng giá 34.5 đến vùng giá 34.9 này. Ok, đó là những cái còn lại thì vẫn đang có những cái sự hỗ trợ đối với cổ phiếu HDC này trong cái khung đồ thị ngày, nên em phải đánh giá là các chị mà có những phiên bắt đáy liên quanh ở vùng giá dưới này thì em phải đánh giá là rất là tích cực. Còn vùng giá hiện tại đã khá là khó mua khi mà vẫn đang bị kẹp giữa hỗ trợ và kháng cự này thì em phải đánh giá là điểm mua hiện tại là không thực sự là quá đẹp ở loanh quanh vùng giá này nhá. Ok, chúng ta cùng chuyển sang cổ phiếu tiếp theo, chính là cổ phiếu Kinh Bắc KBC. Nói chung là các chị trong nhiều vừa qua đã bắt đáy trong phiên thứ hai thứ ba là những phiên đẹp nhất, còn hiện tại thì đang khá là khó để bắt đáy khi mà vẫn đang lừng chừng nó đã thủng những cái vùng kháng cự ở trong cái tuần trước rồi và đang chuẩn bị chạm đến, thì em cũng đánh giá là không điểm mua không thực sự là đẹp cho lắm. Ok, đây là biểu đồ của con KBC. Đối với KBC thì em cả sẽ đi phân tích từ dài hạn, sau đó sẽ trung hạn và quay trở lại với khung đồ thị ngắn hạn nhé. Đầu tiên là khung đồ thị tháng của chúng ta thì KBC thì vẫn đang cho thấy một cái xuống tăng rất là mạnh này, tạo đáy và cùng thị trường vào khoảng tháng 11 của năm 2022 và sau đó thì đã có những nhịp bật tăng rất là mạnh này, và hiện tại đã thì KBC thì cũng đã vượt qua được hết những cái vùng kháng cự rồi, những cái đường kháng cự hai đường giao găm như đường Kijun này rồi, và hiện tại thì nó chỉ còn những cái vùng kháng cự là đỉnh cũ và đáy cũ thôi. Ok, trong cái tháng 7 vừa qua thì đã chạm vào những cái vùng thân lến của trong đồ thị tháng này, vào trong tuần này thì trong tháng này thì vẫn đang cho thấy những tín hiệu mà rung lắc khá là mạnh. Ok, sắp kết cái tháng 8 này rồi và đang có tín hiệu mà tích cực là đang rút lại thì dâu lên ở phía bên dưới lên. Ok, nếu mà vượt qua được những cái vùng thân lến của những cái ngày của năm 2022 này thì cùng hướng đến những cái vùng giá từ khoảng 38 đến vùng giá 40 đối với cổ phiếu KBC là cái đỉnh trung hạn này. Ok, thì KBC em phải đánh giá cũng rất là tích cực thôi trong khung đồ thị dài hạn này, khi mà không có những cái vùng kháng cự nào quá là mạnh cả, và bên cạnh đó thì vẫn đang khi mà KBC trong những tháng tới thì sẽ tiến vào những cái vùng uptrend dài này, thì em phải đánh giá thì nó sẽ khá là khó để gãy trong cái khung đồ thị tháng nhá. Bên cạnh đó thì vẫn đang có những vùng hỗ trợ ở dưới bên dưới rất là cứng loanh quanh vùng giá 27.4. Ok, quay trở lại với cái khung trung hạn, khung đồ thị weekly của chúng ta thì trong các cây nến của tuần trong tháng 8 này thì đã có tín hiệu mà rung lắc về những vùng giá bên dưới và sau đó thì chạm vào những cái vùng vùng hỗ trợ này của vùng giao găm vàng của Chiku cũng như là vùng hỗ trợ giao găm cam của đường giá thì đang có tín hiệu hồi phục trong cái tuần giao dịch này, tạo nên một cây nến hồi phục khá là đẹp này. Bên cạnh đó thì đường Tenkan và đường Kijun thì vẫn đang cho thấy một xu hướng lên, thì vẫn đang cho thấy một cái xu hướng tăng đối với cổ phiếu KBC này nhá. Ok, trong tuần sau thì vẫn là một xu hướng tăng đối với cổ phiếu KBC thôi. Vẫn đang có những vùng hỗ trợ rất mạnh ở phía bên dưới loanh quanh vùng giá 30.2.
Bên cạnh đó thì cái vùng eo mây này thì sẽ là có những tín hiệu mà hút về những cái đường chiku về và đâm quận vùng eo mây mỏng này. Điều kiện đánh giá thì trong khung đồ thị tuần cũng đang rất là tích cực rồi, bởi vì cũng, bên dưới là hỗ trợ rồi và bên trên thì không có những vùng kháng cự nào mà quá là lớn cả. Quay trở lại với cái khung đồ thị ngày, khung đồ thị ngắn hạn của chúng ta thì cũng như vậy thôi. Khi mà đã có tín hiệu mà áp lực cùng với thị trường và về đến những cái vùng mà hỗ trợ mây cũng như là cái hỗ trợ giao găm vàng này, và sau đó đã có tín hiệu bật lên trong thời điểm tuần giao dịch tương lai. Và kết cây nến của ngày 20 thứ năm ngày 24 tháng 8 này thì KBC đã tăng 1,77%, tương đương với 550 đồng. Ok, và cũng đã vượt qua cái đường hỗ kháng cự Kizu này rồi. Thì hiện tại mà nó đã vượt qua được đường Kizu này rồi thì Kizu này sẽ biến thành những cái đường kháng cự đường hỗ trợ đối với cổ phiếu KBC trong khung này. Và hiện tại thì vẫn đang cho thấy một những cái tín hiệu mà chập kiếm đối với KB đối với Tenkan và đường Kizun, và khả năng thì sẽ có thêm những tình huống yếu tố tích cực đối với cổ phiếu KBC này khi mà đường giá này sẽ có những đường hỗ trợ Kizun cũng như là hỗ trợ mây. Bên cạnh đó thì đường Chiku cũng sẽ có tín hiệu hỗ trợ từ những cái vùng ASEAN này. Thì phải đánh giá thì nếu mà ngày mai mà có tín hiệu mà về những vùng giá test lại những vùng Kizun hoặc vùng khoảng 31.3 thì hoàn toàn chúng ta cũng có thể mua được và kỳ vọng về một nhịp T cộng nhá. Và bên dưới thì cũng đang có những vùng hỗ trợ khá rất là cứng loanh quanh vùng giá 30, thì khởi đánh giá thì hoàn toàn chúng ta có thể đánh được T cộng loanh quanh ở vùng giá là 31.3 hoặc dưới nữa là vùng giá 30.4 được. Vùng giá này thì em nghĩ khởi nghĩ là hoàn toàn chúng ta có thể là kỳ vọng vào một nhịp T cộng được. Đây là khung đồ thị 1 giờ đối với cổ phiếu KBC. KBC thì hôm nay thì đã chạm vào những cái vùng kháng cự này liên quan vùng giá 31.7 và sau đó thì có tín hiệu mà rút dâu đến một chút. Thanh khoản vào trong chiều nay cũng khá là lớn này. Tuy là tuy là vượt mức trung bình 20 phiên nhưng mà chỉ là các cái trong tuần vừa qua thì giao dịch rất là ít nên là có tín hiệu mà thanh khoản quay trở lại đôi chút. Ok. Thì hiện tại thì em đánh giá thì những cái vùng cản liên quanh vùng giá 31.7 này thì cũng không thực sự là quá là mạnh đâu. Và bên cạnh đó thì điều chi cu cũng sẽ khả năng nó sẽ cũng sẽ đâm qua những cái vùng mây mỏng này thôi. Thì phải đánh giá thì trong khung đồ thị 1H thì vẫn chưa có những yếu tố nào mà quá là nguy hiểm cả, bởi vì khi mà kể cả có tín hiệu mà không vượt qua được vùng 31.7 thì bên dưới thì vẫn đang có những vùng hỗ trợ là vùng giá 31.35, 31.4. Nhưng phải đánh giá là đang khả năng thì nếu mà tình huống tích cực nhất là vượt qua được những cái vùng kháng cự nhẹ là trong ngày mai, còn nếu lấy không vượt được thì cũng sẽ chỉ test về loanh quanh vùng giá 31.35. Thì đây cũng là những cái vùng hỗ trợ của con KBC là trong khung đồ thị ngày. Về vùng này thì chúng ta cũng có thể quán được một nhịp tiếp cộng được nhá. Ok, đó là hai cổ phiếu, hai cái góc nhìn của em về hai cổ phiếu HDC và KBC. Cùng review qua một chút các cái danh mục mà hiện tại thì anh em Ichimoku đang nắm giữ. Thì đây là danh mục chung và dài hạn nhé. Một số cổ phiếu cũng đã có lệnh rất là tốt, đặc biệt là dòng chứng khoán này. Dòng chứng khoán cũng là một dòng rất là khỏe trong tuần giao dịch vừa qua. VCI 131%, VLD 107%, SHS cũng là 116%. Ok, bất động sản thì có Đích này 112%, Novaland BR có lợi nhuận rất tốt, CI đất xanh DIS. Ok, đây là một số các cổ phiếu khác. Đây là các cổ phiếu đã bán này. Thì còn một zoom nữa là zoom ngắn hạn. Đây là zoom ngắn hạn này. Đây là tình hình mà các cổ phiếu mà đã bắt này trong đã bắt đáy trong thời điểm tuần giao dịch vừa qua. Ok, đều có những lợi nhuận rất là tốt và hàng thì hôm nay cũng đã về rồi và đã có lợi nhuận rất là tốt. Thì các anh chị mà đang quan tâm đến hai cái zoom VIP ngắn cũng như chung và dài hạn của anh em Ichi thì có thể liên hệ cho Khải qua số Zalo trên màn hình 0354 753081 để em Khải có thể hỗ trợ mọi người hạ vào hai cái zoom này nhá. Qua hai cách, là một là mở mới tài khoản bên công ty chứng khoán VBS và gắn ID BA62 của em Khải, hoặc các anh chị mà đang giao dịch bên VBS rồi thì có thể chuyển ID về của em Khải nhá qua hướng dẫn trên màn hình. ID BA62 tích bằng tích xanh này, sau đó ấn xác nhận nhé. Với cái tâm thế cho đi để nhận lại thì luôn luôn em cả luôn luôn hỗ trợ mọi người bằng cái tâm của mình, nên là mọi người mà đang có những cái khó khăn gì về đầu tư chứng khoán thì cứ liên hệ trong Khởi, và em Khởi sẽ hỗ trợ mọi người bằng cái tâm cũng như là sự nhiệt tình nhất có thể nhá. Với cái phương châm mà có tu tâm thì mới tu được nghiệp.
và tâm có sáng nghiệp với Thành, và em Khải sẽ hỗ trợ cho mọi người tìm lên long mạch, đoán được số đông, gặp người tri kỷ, áp sẽ thành công nhé. Thì trước khi kết thúc video thì các chị nhớ để lại cho Khải một like cũng như là một lượt đăng ký kênh, cùng đó là các chị hãy dành ra 5 đến 10 giây để ấn vào hai cái đường link Zalo và Telegram. Thì hàng ngày em Khải sẽ chia sẻ khuyến nghị mọi người cổ phiếu miễn phí trên hai cái Zoom này. Bên cạnh đó thì em Khải cũng sẽ đồng hành cùng mọi người trong xuyên suốt cả phiên giao dịch và nhận định và hỗ trợ cho mọi người nhận định thị trường cũng như là các cái mã cổ phiếu, cũng đi cùng đó là các cái tin tức. Và kênh này cũng là những cái Zoom để cho mọi người cũng có thể là học tập về chứng khoán, cũng như là sẽ có những cái Zoom để chúng ta trao đổi, chúng ta chém gió về chứng khoán nhé. Ok, thì trước khi kết thúc video thì em Khởi xin gửi lời chúc cho mọi người thì sẽ có những cái phiên giao dịch thật là hiệu quả và gặt hái được thật là nhiều thành công trong cái công việc đầu tư của mình. Ok, em Khởi xin chào mọi người.